Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Phong Thủy Quỳnh Nhung. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tử số vợ chồng của 2 tuổi, canh thân 1980 và vợ Ất Sửu 1985. Để xem được tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không, xung khắc hay hòa thuận, làm ăn phát đạt hay lụy bại, chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết 5 yếu tố sau. Thứ nhất là ngũ hành bản mệnh, quyết định đến vận số làm ăn và đường con cái sau này. Thứ hai là về thiên can, quyết định đến tài lộc, của cuộc kết duyên một cách lâu dài. Thứ ba là về địa chi, quyết định đến sự xung hợp, xung khắc, tính cách tuổi của các cặp đôi. Thứ tư, cung phi bát tự, quyết định đến số phận lâu dài của gia đình. Và thứ năm là cao ly đầu hình, quyết định gần như tối đa sự may mắn về tài lộc nếu hợp nhau. Mình sẽ xem xét 5 yếu tố này của hai vợ chồng khi kết hợp lại với nhau thì tương sinh hay là tương khắc. Nếu là tương sinh thì rất tốt, còn nếu là tương khắc thì chúng ta cũng có cách hóa giải. Đi vào chi tiết thứ nhất là về ngũ hành bản mệnh. Trong ngũ hành gồm có 5 mệnh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ứng với mối quan hệ tương sinh và tương khắc với nhau. Đối chiếu ngũ hành bản mệnh của chồng canh thân 1980 và vợ Ất Sửu 1985 thì chồng canh thân 1980 mang mệnh mộc, thạch lựu mộc, tức là cây lựu đá. Thạch được hiểu là đá, lựu là cây lựu, mộc chính là gỗ. Canh thân 1980 là người có cuộc sống ở mức khá, không dư giả, cũng không thiếu thốn, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội để phát triển. Những người này thường có lộc bất ngờ. Đối với vợ Ất Sửu 1985 mang mệnh kim, hải trung kim, tức là vàng dưới biển. Hải trung kim tức là châu báu dưới đại dương, theo ngũ hành nạp âm nghĩa là vàng dưới biển, có thể hiểu nôm na là châu báu, báu vật quý giá chìm lẫn dưới lòng đại dương bao la. Nữ Ất Sửu 1985 có tố chất của người lãnh đạo, có năng lực, ý chí, họ nhẫn nại, nỗ lực, là người hiểu biết sâu rộng, ưa thích sự mạo hiểm. Phụ nữ Ất Sửu lãng mạn, có nhu cầu gắn bó rất cao, rất yêu thương gia đình của mình, là một người vợ lý tưởng. Nhắc đến ngũ hành tương khắc là nhắc đến sự xung khắc giữa các hành với nhau, hay nói đúng hơn, nó là mối quan hệ áp chế, gây tổn hại cho cả đôi bên. Ngũ hành tương khắc được biểu hiện qua rất nhiều mặt trong đời sống cũng như phong thủy. Một trong số đó là mệnh mộc kết hợp với mệnh kim. Khi gặp nhau, hai mệnh này không chỉ làm suy yếu mà còn cản trở sự phát triển của đôi bên. Như vậy, ngũ hành bản mệnh của hai vợ chồng bạn phạm vào tương khắc nên là rất xấu. Thứ hai là về thiên can. Thiên can chính là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Đối chiếu thiên can của chồng 1980 tức là canh. Canh thuộc dương kim, đây là biểu tượng của sắt, có tính chất cứng rắn. Người canh kim có tính cách mộc mạc, hào phóng, trọng nghĩa khí, có tính hiếu thắng, dễ hòa nhập. Đối chiếu thiên can của vợ 1985 là Ất. Ất thuộc âm mộc. Ất mộc giàu lòng vị tha, đồng cảm với con người, có tính tình hiền hòa, bề ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng ham muốn rất mạnh. Tuy có tài năng nhưng thường không gặp may mắn trong cuộc sống. Ưu điểm trong tính cách của người này là ôn hòa yên tĩnh, ngoài nhu nhưng trong lạnh cương, linh hoạt có giãn, nhẫn nhịn chịu đựng được vất vả trong cuộc sống. Bản chất của mối quan hệ tương sinh trong phong thủy được hiểu đơn giản là sự phù hợp và giúp đỡ lẫn nhau. Hai thiên can được gọi là tương sinh khi có sự hòa hợp, bổ trợ lẫn nhau. Can này nâng đỡ, tôn tạo cho can kia ngày một phát triển, sinh sôi nảy nở hoặc tạo ra tiền đề thuận lợi giúp can kia tiến xa nhất có thể. Như vậy, thiên can của hai vợ chồng bạn thuộc nhóm tương sinh nên là rất tốt. Thứ ba là về địa chi. Địa chi tức là 12 con giáp gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Giữa 12 địa chi tồn tại các mối quan hệ hợp xung hình hại, trong đó quan hệ tam hợp, lục hợp, nhị hợp là cát lành, gặp hung hóa cát, mọi việc thuận lợi, làm ăn dễ dàng. Còn các mối quan hệ tứ hành xung, hình hại, tự hình là mệnh cục, luôn gặp trắc trở khó khăn trong cuộc sống. Như vậy, địa chi của chồng 1980 là Thân, địa chi của vợ 1985 là Sửu, thuộc vào nhóm Bình Hòa. Mỗi một con giáp sẽ mang một tính cách, đặc điểm khác nhau. Mỗi một người sinh ra ứng với một con giáp nào thì sẽ mang những đặc trưng của con giáp đó.
Mỗi một con giáp được gọi là điện chi là biểu tượng của hoàng đạo Trung Quốc để chỉ phương hướng, năm tháng, ngày giờ. Khi hai điện chi giống nhau kết hợp với nhau sẽ tạo nên sự bình hòa, nghĩa là sự cân bằng của cái tốt và cái xấu giữa hợp với xung, ở bên nhau cũng được mà không ở bên nhau cũng không sao. Như vậy điện chi của hai vợ chồng bạn thuộc vào nhóm bình hòa. Thứ tư là về cung phi bát tự. Cung mỗi tuổi có hai cung, cung chính và cung phụ. Cung chính gọi là cung sinh, cung phụ gọi là cung phi. Cùng tuổi thì nam và nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau. Cung phi mệnh lại chia ra làm hai loại, cung phi bát trạch và cung phi bát tự. Cung phi bát tự hay bát tự phi cung chỉ dùng để xem duy nhất cho hôn nhân tác hợp. Như vậy chồng canh thân thuộc cung khôn gặp vợ ất sửu thuộc cung ly phạm vào cung lục sát nên là rất xấu. Lục sát thuộc một loại sao lộc tốn, là một sao xấu mang đến xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn. Để hóa giải nên sinh con hợp tuổi với bố mẹ, tam hợp hóa giải tất cả. Thứ năm là theo khoa đoán số vợ chồng của cao ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là canh, nếu lấy người nữ có chi là sửu thì vợ chồng rất xung khắc nhau, con cái tuy đầy đủ nhưng không thể cậy nhờ, thường người chồng sẽ chết trước vợ. Mình có mấy câu thơ về chồng cung khôn và vợ cung ly thế này. Trai cung khôn lấy gái cung ly, lục sát hình xung khó kết thành, ngân hà trắng xóa nước mênh mông, tha phương gặp gỡ còn nhàn hạ, một xứ giao hòa họa hại sinh, duyên nợ ắt chịu sầu bi tháng ngày, đa chuân hộ lụy nạn tai, căn định lục hại tương lai mơ hồ. Tổng kết về hai tuổi vợ chồng canh thân 1980 và ất sửu 1985, xét các yếu tố ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, cung phi bát tự và cao ly đầu hình của chồng canh thân và vợ ất sửu thì đây là cặp vợ chồng có chỉ số tương hợp thấp trong phong thủy. Với những chi tiết trên về luận giải cung mệnh vợ chồng, hy vọng sẽ giúp được các cặp vợ chồng biết thêm chi tiết về mức độ xung hợp trong phong thủy nhằm đem lại những điều tốt đẹp, may mắn đến với cuộc sống của các bạn. Chúc các bạn luôn có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc.